Chào mừng anh em quay trở lại với kênh YouTube Sơn Dược Vlog. Anh em ơi, hôm nay thì tới ngày anh em mình chốt cái lượng view bữa trước là mấy cái đầu diễn anh em mình làm ngang bữa trước mình nói anh em là video của cuối cùng là video của Trọng là thứ tư đúng không? Thứ tư là cuối cùng thì mình nói là ngày thứ năm mình chốt, nhưng mà ngày thứ năm thì nghĩa là hết ngày thứ năm thì phia rồi. Nó phia 11 12 giờ phia rồi, cho nên mình mà không có tập trung anh em để quay được. Bây giờ là sáng ngày thứ sáu nè, mình chốt luôn bây giờ tại có anh em sẵn đây, hôm nay mình đưa cái tốc độ view như thế nào để mình kiểm tra thử hiện tại bây giờ luôn nha anh em. Tại vì thực sự là nếu video nào mà con đề xuất cao thì nó cứ có hoài, nó có hoài, anh em xem thôi. Còn nếu video mà nó không có cao thì thời gian bao nhiêu nó cũng không lên được. Cho nên trên lệch thời gian vài tiếng thì mình chốt view cũng không ăn thua vậy nha các bạn ơi. Mà hầu hơn mình cũng có theo dõi rồi, cũng biết cái nào hơn cái nào thua rồi các bạn ơi. Từ cái lúc hồi hôm lúc 5 giờ chiều đó biết người giành chiến thắng rồi nha các bạn ơi. Bây giờ mình tổng lại view hiện tại bây giờ cho anh em nghe nha. Đầu tiên nè, Vũ chốt tới hiện tại bây giờ là 258.009 view. Phải không phải 9 người nữa. Ôi sao người có người không phải 9. Ủa, có 99 đi. Sao 9 hình lên mà. Dẫn là 258.933 người xem. Là Vũ nha. Tới bây giờ đầu tiên đó. Tới anh Hải là người thứ hai đúng không? Anh Hải sao anh Hải cũng gớm hết trơn, đâu phải đơn giản đáng gồm này các bạn ơi. Mình cứ tưởng Hải nhất rồi chứ. Anh Hải. Và cuối cùng không nhất được ấy. Không nhất được á. Anh Hải là 296.000 người xem nha các bạn ơi. Tới thời điểm bây giờ nha. Gần 300 rồi. Trong ta cái tên chuỗi mà 10 video gần nhất thì anh Hải đứng top 4 nha, 4 video, còn video của Vũ này đứng top mấy đâu xem được ạ. Vũ là đứng top 7 nha, top 7 trong 10 video gần đây nhất nha các bạn. Tới video của đạo diễn Toàn nè các bạn ơi. Sau đó bữa Toàn kịch bản Toàn cũng khá là hay xuất sắc nha các bạn ơi. Mà nhiều khi nó còn ảnh hưởng nhiều khía cạnh nữa nha các bạn ơi. Video của Toàn là đứng top 6 trong 10 video gần đây là 268.000 view nha các bạn ơi. Còn video cuối cùng nè, video của Trọng gần đây nhất nha các bạn ơi. Đây anh em nhìn luôn nè anh em. 200, thôi Toàn còn khỏi qua Toàn xa mấy con giúp không thấy, anh Hải thấy không? 299.000 view, đứng top 3 trong 10 view gần đây nhất nha. Wow, 3 luôn nha. Xíu rồi. 299.000, anh hai bao nhiêu? Anh hai bao nhiêu? 296. Coi mấy em đứng hôm nay like mấy anh coi thử chi vậy. Chưa gần ngàn bài. Mấy tổng. Đúng rồi. Cũng chưa vậy thua. 296.000 view. Không, anh thấy hào nêm giờ cái mừng là anh là lượt view nhiều nhất á. Do trong điện thoại nó không cập nhật anh ơi. Không, điện thoại chú cập nhật không ngàn mấy chủ đâu. Dạ thôi để mấy chủ. Hiện tại bây giờ trong YouTube á, hiện tại bây giờ YouTube chụp màn hình trong YouTube cho anh em xem là cũng biết luôn nè. Trên đề 2.000 view nha các bạn, 2.000 view á. Nhưng mà cái tốc độ ngày chiều qua 5 giờ là mình đã thấy Trạm đã đứng top 3 rồi. Còn anh Hải tốc độ trong cái vòng thời gian, thí dụ như về thời gian mà sau 12 tiếng hay sau 24 tiếng gì đó là Trạm đã đứng top 3. Còn vẫn cái thời gian đó mà anh Hải đứng top 4 nha các bạn ơi, là Trạm đã hơn từ lúc đấy rồi. Nhưng mà cái tốc độ anh em cứ như hai chiếc xe phân khối ngang nhau chạy kề nhau á. Để ra cái hầu nào. Cái đây còn cái thành tài lại chứ vậy. Mới làm nên phải cho làm lại à. Bỡ ngỡ hả? Chưa cái này tháng chưa thuyết phục. Không, thấy cái nội dung này là anh em cũng gọi là đón nhận rất là nhiều nè. Để coi like nhiều không? Anh em like nhiều là biết đón nhận nhiều à. Video của Trọng 14.000 like, anh Hải của Toàn 16.000 like, anh Hải 16.000 like, Vũ 17.000 like, Vũ 2.300.000 bình luận, anh Hải 2.200.000 bình luận, Toàn 1.900.000 bình luận, Trọng 1.600.000 bình luận. Sau đó anh em tương tác khá là nhiều. Anh em đón nhận hơi bị nhiều. Bây giờ mình xem mình chỉ có tầm 10.000 hay 11.000 like, bữa nay mười mấy ngàn like chứng tỏ là rất là tuyệt vời. Hôm nào mình làm lại nội dung này nữa đi mày ơi. Cho làm lại đi để đúng không? Thì, bộc lộ hết cái đạo diễn của tôi ra luôn, cái khả năng tìm ẩn bên kia. Bữa nào anh ra đạo diễn phim kiếm hiệp luôn. Ok anh em ơi, nếu anh em đồng ý thì anh em mình sẽ lần sau anh em sẽ làm thêm một chuỗi nữa nha bạn. Sau cái chuyến sinh tồn này anh em có lẽ anh em mình sẽ về làm thêm một chuỗi nữa. Thì hôm nay thì phần thưởng 1.000.000 mình sẽ trao Trọng nha. Quên cầm tiền rồi Trọng. Bây giờ đây ví dụ đây mẫu tờ 500.000 nha, xanh lì luôn á. Rồi tờ 500.000 nha, 1.000.000 trao cho Trọng nha, hoàn toàn xứng đáng nha anh em ơi. Một tràng một tay của Trọng nha. Tất cả anh em đã ủng hộ mình nha. Nhưng mà trước khi mình nhận 1.000.000 thì mình cũng nói là mà nói chung là anh em ai cũng làm video hết khổ hết. Mình nếu mình cũng lấy cái tiền thưởng mình là 500 đi, còn 500 để mình để cho anh em muốn ăn cái món gì để mình mua chung anh em mình đồng tâm ăn hết cho nó vui nha. Mình lấy một nửa còn nửa anh mua nha bạn. Ấy là dặn Trạm mà ấy là Trạm nhớ lấy tiền đi lấy cái lá cây qua mua đồ là không ai không, bán đâu. Hình thức là bên anh Hiển trà cho Trạm nữa mình lấy thiệt luôn chứ. Không, bây giờ tiền về túi ai là người để xài, cờ đó ai người để phát à. Bây giờ muốn cho gì cho à. Không. Lạnh đấy. Âm mưu đây. Anh thích em muốn gì chứ. Biết đâu, trời là âm mưu riêng anh thì có đầu heo cái 4.2 làm nước cá. Hai phát đầu heo Hiển ơi.
Hiển sao? Hiển đồ Hiển vũ sao? Trời lạnh lạnh em chấm đầu heo mà chấm với mắm nhĩ ấy. Mới được đồ. Được. Nó cắm đầu heo. Ông cho ăn nấy. Đúng rồi, mà quay đầu heo là hai bị vàng cái gì anh hay xóa mấy video đầu heo lắm. Nếu vậy mình ăn mớ heo đi Hiển. Cũng có chứ heo nữa. Mớ heo. Mớ heo được. Được. Mà đầu heo sợ chơi mớ heo đi. Vũ kiều. Mớ heo cũng được. Mình ăn hoài cũng thấy ngon mà đâu ngán nào. Nếu vậy thì bây giờ thế này đi. Trạm cho mượn lại tờ 500 ngàn đi. Đây. Bây giờ thế này đi, bây giờ anh em mình 1, 2, 3, 4, 5, 5 người, 5 anh em đường tăng ngang. Bây giờ lấy 500 ngàn này mình qua chợ kia mình tìm mỗi người một cái má heo thôi. Sẵn bữa nay cái nhà mình nó về cái Hoàn Thiện cái nhà mới luôn rồi. Cái sẵn mình đang nhà mới luôn. Mình về nhà mới mình về đầu mình làm má heo là cũng hợp lý luôn rồi chứ. Đúng không? Được không? Ok, okay. Rồi, okay, vậy bây giờ anh em mình chạy qua. Còn mình mua 5 cái má heo còn bao nhiêu dư, bao nhiêu tiền cũng trả lại trạm luôn nha anh em ơi. Đó, còn anh em thấy. Sợ lưng có đâm dưa các bạn ơi. Mình dưa tiếp tục, bây giờ lại ra trái là chuẩn bị bán nữa các bạn ơi. Tới ngày sức dưa rồi nhưng mà trời mưa này, chưa có ai mua các bạn ơi. Dưa mà bằng không á. Đúng rồi, trồng dưa nó cũng phiêu lưu, làm phiêu lưu dãy các bạn ơi. Bây giờ đang mưa mà không có ai mua. Bà ký không các bạn ơi. Dưa của người ta nha các bạn. Đáng năng mà dưa em. Ê mình cũng tội ông chủ nè. Bữa nay nó mưa mình dự báo tiết là ảnh hưởng bão, mưa 7 ngày liên tiếp. Bão, mà bây giờ mưa. 50 tới 51 ngày rồi mà chưa ai tới mua được. Sợ đúng là bà. Lỗ tội người ta này, nó lạc nữa nè. Này Hiển coi dưa Hiển nha. Nghiên cứu cho thì đó. Nghề nữa cũng... thì làm ăn mà phước chủ mà thầy thôi sao bây giờ. Thì bây giờ mình xuống cái nhà mới mình review đám dưa luôn. Đi, rồi xuống làm gần xem 1 2 tiếng nữa mới xem. Trời kêu ai nói giỏ. Công trình anh em mình đã hoàn thành chưa các bạn ơi? Từ năm sau luôn ấy. Rồi review sơ chút được không các bạn? Bây giờ từ dưới lên trên, trên dưới. Trên dưới cũng như dưới lên trên mà. Đây là tầng hầm. Dưới tầng hầm. Đây là cái sàn để anh đi mình ăn chơi nè. Ván gỗ là gỗ gì thôi? Quỳnh đàn. Quỳnh đàn hả? Còn trên đây bạn ha, chắc cũng tính đổ bê tông mà toàn nó kêu tốn kém quá. Đây là máy di động này, khi mà nén mưa mình thở xuống nha. Máy tự động á. Hai bên tự động luôn. Chắc cú không? Cây rìa cây rìa sọt đây là đắt giá nhất của hầu giờ. Cái view đây, cái view đẹp. Hôm nay về nhà máy rồi. Sao giờ chưa đóng đinh hả? Không kể, sao này không đóng đinh. Cái đây đi bè hôm đám cưới nhà máy mình đi quà nè. Đang quà cho gió nhà máy làm ăn phát đạt nha. Ủa nhà của anh, mà. Ở đây Hiển, Hiển. Giữ giùm đây. Cui quà không Hiển. Gì này vậy? Bất ngờ trời. Bếp. Có nghĩa là làm ăn giòn như bếp. Đúng rồi. Đúng á. Đây rồi á. Bên đây. Ở đây nổ như bếp. Phải gọi là chét như bếp. Còn bên đây là Vũ với anh Hải là về nhà mới bằng cái gì? Tặng quà anh cái gì đây? Má heo. Vũ tặng về mâm má heo hả? Má heo gần xã. Mùi bếp đây là bếp đã hấp dẫn các bạn ơi. Gần đây là không lo sợ đói các bạn ơi. Đói bụng lên hai bếp ăn. Đây là lúa đây. Đói bụng cũng xuống đập lúa lên giả làm gạo ăn luôn các bạn ơi. Sinh tồn ở đây không lo sợ đói luôn các bạn ơi. Đâu cồn đâu cháo các kiểu. Hôm nay anh em mình về nhà mới cho nên anh em mình chỉ ăn mỗi người mỗi cái má đầu heo do thèm món này quá rồi anh em lấy sức. Chắc mai 21 vậy anh em mình sẽ solo khu này sinh tồn không thời hạn nha. Ông Hiển muốn quay lại tuổi thơ không? Tôi có một chương trình quay lại tuổi thơ nè. Gì? Tôi phát hiện ngay cống kia bữa nay anh em mình vô mình tát nước mình bắt cá trong cống. Rồi toàn định hình trước hết khu này các bạn ơi. Còn đám dưa kìa, đám dưa nãy mình quay anh em xem, đám dưa của anh em mình được trước mình sinh tồn, mình thấy anh em làm dưa cái anh em cũng hạp lỗ mấy trước cũng trồng mà nó cũng xấu quá kìa các bạn ơi. Để rồi mấy bữa nữa nó bán thì coi thử có lời hay có lỗ bao nhiêu mình thông báo cho anh em xem nha các bạn ơi. Mình đi mấy cái chỗ anh Hải ơi, anh Hải có tuổi nè, anh Hải đây là cái mộ của người đã khuất, anh Hải chăm sóc kỹ nha, rác rồi không được để đi ngang qua dọn sạch sẽ cho người ta nha. Cái cổ mộ này đến coi thôi. Cổ mộ có lập riêng anh tiểu nam nữ gì không biết ra. Ô bây giờ tám mùa rợ này, thơ mùa rợ quá mày. Khu này nhiều mã lắm các bạn ơi, mã kêu mã thanh minh lâu rồi, nhiều lắm các bạn ơi. Cho nên anh em ở đây. Ở đây anh em cũng phải xin phép rồi mới ở được nha các bạn ơi. Cũng phải dạng dạng xíu nha các bạn ơi. Rồi xa xa kia đang có đám lúa cắt đây.
anh em mình chờ bữa nào đám cuối cùng anh em mình bắt chuột luôn. Ở quê mình giỡn cái là chuột nó không có nhiều các bạn ơi. Ở khu này thì khỏi mắc làm ai luôn các bạn ạ. Đồng ở quê mình thì nó không có to, nó không có cò ba thẳng cánh nha các bạn ơi. Đồng ở quê mình chỉ còn tầm cỡ ếch nhảy hết chân rồi chứ không có cò ba thẳng cánh được nha các bạn. Cái món đậu heo này không hiểu sao mà lúc nào cũng cứ thèm các bạn ơi. Ăn không bao giờ ớ nha. Anh em chuẩn bị có một cái món quà bất ngờ cho mình nữa kìa các bạn ơi. Món quà này quá lớn rồi. Chắc không thể nào mình nhận được món quà này. Tấm lòng của anh em mình cảm thấy xúc động quá các bạn ơi. Món quà quá lớn rồi. Tan 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 tan. Tan 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 tan. Chơi xì lớn, chơi xì cộn các bạn. Wow. Đang thiếu con rồng, hang rồng. Giờ nhà mới chơi lớn nha mấy các bạn. Nhà mới xì là xì cũng xì hai bánh rồi. Cũng bánh rồi. Đây luôn. Cổ mộ. Cổ mộ. Ê. Cái chiếc xì này mình hãng kiểu cổ mộ giống như Quá. 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 Xúc cái gì đâu vậy? Còn cái dây rớt đầy sâu. Rớt đầy sâu mất. Em mới nói cái này giống cái mà cái của có thời xưa xì kéo xì lôi ngựa hồi xưa quá. Cái này của Trăng 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 tình vô môn đi kéo đi kéo xì kiếm tiền này. Đặt cược lấy cước cọc lại luôn này. Nhìn hoài mới tặng tới nơi cái vừa xúc luôn là sao trời. Chơi dây làm sao làm ăn được mấy các bạn. Cậu ơi, này. Anh em ơi, lâu lâu cứ bán thêm lại cái món này các bạn. Thôi anh em dùng luôn anh em ơi, mém lắm. Tới giờ anh em mình rất là dùng các bạn ơi. Thảo sử đi. Hôm nay nhờ có Trạng anh em mới có được cái món này nha các bạn ơi, hấp dẫn quá. Vâng, Trạng nha. Anh em mình dãy mà. Đấy, làm luôn đi, làm luôn đi. Mỗi anh em một cái đi, bẻ ra giờ đi. Trạng bữa nay động quân. Mời anh em nha. Mình là mình chơi dài luôn, mạnh luôn bạc. Khỏi chơi rồi. Về luôn đi. Quyền cái lên này. Trạng này. Nắng mày ngon. Anh em thêm mình ăn liền mới ngon. Cộng cái rồi ơi. Ờ, mời cả nhà nha. Ê, bà. Mời cả nhà. Wow, sướng. Còn gì bên nữa đâu. Anh em bữa nay ăn là ngon rồi. Bữa sáng nay mình xuống đây mình tìm thức ăn thì hơi khó, không có món ngon gì nữa đâu nha. Bữa bữa nào tính xèo bữa nay đang cố gắng gì thấy cái này là chuyện nấu không? Đây có lắm rồi. Đi bà luôn. Wow, làm phát rồi bạn ơi. Wow. Vậy mình ăn đông đông nhà mới vui với một mình tự mình mua cho mình ăn mình nó lãng xẹt à. Phải không? Kiểu vậy á. Ngọt ghê không? Ừ. Đúng là má đầu heo rồi. Ăn quá thấy ớn. Mắm ngon rồi ạ. Mắm mắm nhỏ đó. Mắm nhỏ ấy. Ừ. Wow. Mắm có chua. Ngon hả luôn. Cái món này mình, món này mình ăn cũng 10 ngày, cái thấy thèm lạ quá. Kỳ vậy. 3 ngày cũng được cái mời rồi. Có sức miếng rượu hay à. Món thương hiệu của tiệm mình mừng. Wow. Ui, sao đây mình ngoài đây gió ghê mát rồi ha. Gió mà quay ồn luôn á. Không. Mình ra đây mình sống mình ở vậy vậy giờ mình có cho ở vậy là cũng thoải mái bây giờ này. Đây. Cảnh đẹp không? Mai mốt cái nhà mà có được cái view vậy ở tao chỉ bá đạo luôn ha. Ừ. Quay nha. Miếng này ngon. Ăn mạnh anh em ơi. Bố là sao là muốn vip của anh mình phải này. Thân gọi mà. Món là mà để chút dài ra nữa nè. Món tạo nên thương hiệu của anh em mình. Luộc cái dưa. Dạ không có rồi ăn giờ chút. Ngon. Ăn dạng ngon không? Hả không? Làm tới luôn này anh em ơi, mạnh luôn đi. Bữa nay về nhà mới anh em tạt ra luôn đi. Mà sao bữa nay không có bia? Không say không về. Bia đâu? Mình tự suy nghĩ trong đầu đi. Có nhà cũng không có về không? Tại làm miếng vô miếng. Ủa, mấy em công nhận không? Anh em ngồi đây anh em tận hưởng cái không khí, cái bầu không khí ở đây anh em nhìn nè. Xung quanh nè. Hương lòng có nổi. Đúng bài luôn. Ồ. Rồi sao em dứt nữa cái. Làm tiếp nữa cái nè Dũng ơi. Làm luôn đã luôn. Luôn. Luôn đi anh em ơi. Để lạc bày mình công. Dạ. Ngon quá anh nhanh này đẹp. Mùa đây bây giờ mình làm đây có mát con chú làm đúa vui quá. Hả? Ủa. Miễn qua tranh thủ vô anh em ngầu trong ăn vui về nhà mới chủ nhà mà. Ờ, nhà mới ông à, chủ nhà mà sao lơ lơ đại khách nó mạ ngại chứ. Thôi hôm nay anh em mình về nhà mới ăn cũng thịnh soạn hết chứ ha. Bắt đầu miếng cái này. Đây. Thôi, để nè. Hoài. Mấy cô chú cắt lúa. Chắc nó hơi ồn, tiếng động hơi ồn ha. Đúng rồi. Anh em ơi,
Thôi anh em mình cũng hôm nay anh em mình về nhà mới cũng vui quá. Cảm ơn anh em rất nhiều đây, quý ủng hộ anh em Sơn Dương Vlog. Tới giờ còn một xíu chặng đường ngắn thôi, anh em mình đạt một mốc gọi là 1 triệu người đăng ký là quá tuyệt vời. Cảm ơn 1 triệu trái tim anh em yêu quý ủng hộ anh em Sơn Dương Vlog mình ha. Anh em mình sẽ cố gắng ở đây mình trải nghiệm cuộc sống ở đồng quê hương đồng gió nội để bắt săn bắt hái lượm các kiểu để quay clip đẹp gửi đến anh em. Tại vì giờ này mùa dịch anh em cũng không ra đường nhiều thì anh em mình cố gắng quay những cảnh nào thiên nhiên gần gũi con người nhất có thể nha anh em ơi. Anh em ủng hộ anh em mà 1 like anh em ơi. Mình xin tạm dừng clip tại đây nha. Chào anh em. Ôi làm anh em ơi. Đưa anh này. Bán luôn. Mày mà này.